Thưa quý vị, hiện đang là thời điểm nghỉ hè của các em học sinh, với địa bàn còn khó khăn, sân chơi cho trẻ em còn rất hạn chế. Chính vì vậy, một số em nhỏ huyện Đam Rông đã ra các ao, hồ, sông suối, nơi mà không có sự giám sát của các bậc phụ huynh, nên nguy cơ dẫn đến đuối nước là rất lớn. Đây là lời cảnh báo không chỉ ở huyện Đam Rông mà còn nhiều địa phương khác trong tỉnh. Phóng sự do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện sẽ phản ánh về thực trạng nêu trên. Dòng nước chảy xiết nhiều khu vực nguy hiểm. Nhưng cảnh tượng này đã diễn ra hàng ngày đối với các em nhỏ trên dòng sông Krono, đoạn chảy qua xã Đà Tông, huyện Đam Rông. Không ai quản lý, không ai dạy bơi. Với các em nhỏ ở đây lại rất tự tin và không hề biết nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vì sao con lại đi bơi? Mình sợ thịt tắm nước. Ai dạy con bơi? Tự đi bơi. Cảnh tượng cũng không khác là bao đối với các em nhỏ tại xã Đà Long, ở một số ao hồ suối nhỏ thời điểm nghỉ hè hiện nay. Bình thường thì nước có sâu không? Không sâu. Mưa kia không sâu nữa. Nóng cho nên xuống đi tắm. Với một địa bàn có nhiều sông suối ao hồ nhỏ đây nằm ở cách xa khu dân cư, nhiều em nhỏ không được cha mẹ quản lý nên việc tự ý đi tắm như vậy là hết sức nguy hiểm ở huyện Đam Rông hiện nay. Đã có những trường hợp thương tâm xảy ra trên địa bàn, nhưng thực tế lại không được sự quan tâm giám sát của các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương. Với đặc tính là xưa nay người đồng bào dân tộc thiểu số là tắm sông tắm suối nên nguy cơ đuối nước rất cao. Trong thời gian vừa qua thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã quan tâm đến cái việc này và cũng đã có những cái tuyên truyền qua đài truyền thanh cũng như là các buổi họp thôn, và chúng tôi tiếp tục quan tâm để chúng ta tuyên truyền vận động để làm sao bà con nhân ý thức được cái việc mà khả năng nguy cơ mà xảy ra đuối nước trên địa bàn xã. Đầu tư cho trẻ chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Việc tạo sân chơi tốt cho trẻ em cũng chính là tạo cho trẻ phát triển tốt hơn về thể chất lẫn tinh thần. Để bảo vệ trẻ, thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em năm nay, thì công tác tuyên truyền quản lý tạo sân chơi cho trẻ cần được chính quyền các cấp ở huyện Đam Rông quan tâm thực hiện. Chúng tôi cũng biết, đặc biệt là đối với huyện Đam Rông là một cái huyện vùng sâu vùng xa. Một cái vấn đề xảy ra đối với địa phương cũng như là các năm trước đó là đặc biệt là về cái tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa hè. Thì qua cái triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 thì cũng mong là gắn được cái trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương cũng như là ở nhà trường, ở gia đình và các tổ chức xã hội khác cùng chung tay triển khai cái luật trẻ em, đồng thời và song song với việc đấy là triển khai các biện pháp phòng chống xâm hại thương tích cho trẻ em. Cũng trong tháng hành động về trẻ em thì đối với vùng trong huyện Đam Rông thì có đã xảy ra cái hiện trạng là tệ nạn buôn bán trẻ em. Thế thì gắn với cái tháng hành động trẻ em thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chuyên mục cũng như là xây dựng những cái băng đĩa tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân, cấp phát các băng đĩa cho các tổ chức toàn thể cũng như là ủy ban nhân dân các xã về cái nội dung phòng chống tai nạn thương tích xâm hại trẻ em với việc buôn bán trẻ em trên địa bàn. Hiện là thời điểm nghỉ hè của các em học sinh. Nếu không có những giải pháp quản lý, giáo dục cho trẻ ý thức tự bảo vệ mình, thì nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là đuối nước là rất lớn. Đây là lời cảnh báo không chỉ ở huyện Đam Rông mà còn nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh.